Xin giới thiệu đến các bác một viên thạch anh khói trà. Quay tổng thể cho các bác xem. Viên khói trà này thì có tổng trọng lượng nặng là 1,4 kg. Chiều cao của đá là 18 cm và chiều ngang đạt được chỗ dài nhất là 12 cm. Hàng hoàn toàn tự nhiên, chưa hề có cái đụng chạm chế tác của con người đến viên đá này. Quay phần đỉnh chóp cho các bác xem. Viên này thì có một cái chóp này, 2, 3, 4, 4 cái tinh thể, có 4 cái chóp. Đây là phần đế. Phần đế của đá. Tôi xin được tắt điện đi để quay để kiểm tra bằng đèn cho các bác xem. Ăn đèn rất mạnh. Các bác vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ và tiếp tục theo dõi các cái sản phẩm về đá thạch anh sẽ được shop giới thiệu trong thời gian tới. Cảm ơn các bác đã xem video.